Rồi ok, xin chào các bác. Thì lại là cái con LG G8 Hàn của em đây. Cái con mà có 3 camera sau ấy, bản Mỹ thì chỉ có 2 thôi. Thì ở cái clip trước ấy, em cũng đã có nói cái tác dụng của cái cam số 3 này rồi. Tuy nhiên thì nó chưa đầy đủ và nhờ một số bác ở trên nhóm mình ấy góp ý nên em đã biết thêm được là cái tác dụng chính của cái cam số 3 này như thế nào nhé. Thì hôm nay em sẽ thử test cho các bác xem nhé. Thì ở trước tiên ấy là ở cái ánh đèn tip này, đấy các bác có thể thấy này, ở cái đèn tip nhé. Thì em sẽ che cái cam số 3 lại. Đây. Có thể này, em sẽ che cái cam số 3 lại. Đó, ở cái đèn tip nhé. Thì đây các bác thấy này, nó đang ở cái camera thường nhé, chuyển sang camera góc siêu hẹp này, góc gần ấy. Đấy thì nó vẫn không có tác dụng gì nhé. Đó. Chuyển sang góc rộng thì đương nhiên nó là cái cam giữa rồi, cam số 2 ấy. Đấy. Góc hẹp vẫn không có tác dụng gì nhé. Rồi, bây giờ em sẽ thay cái đèn tip kia. Em sẽ thay cái đèn tip đấy nhé bằng cái đèn em có một cái bóng đèn LED cao áp kìa. Thì cái LED cao áp đấy nó tầm khoảng 100W thì nó phát ra ánh sáng rất là mạnh. Thì để xem là nó có tác dụng như thế nào nhé. Em sẽ lại em bật cái bóng đèn tip lên, à bóng đèn LED lên nhé. Có chờ xíu. Đó, em đã vừa bật cái bóng đèn là LED 100W, nó rất là mạnh, rất là sáng các bạn ạ. À, đây, thì các bác theo dõi lại nhé. Thì đây, trước tiên là em vẫn đang che cái cam số 3 đấy nhé. Các bác nhìn này, vẫn đang che cái cam số 3 nhé. Đó, đây là cam góc siêu rộng rồi. Đây, chuyển lại cái cam góc thường này. Đấy, góc thường thì vẫn là cái cam số 1 thôi. Bây giờ chuyển sang góc siêu hẹp nhé. Đó, đấy thì các bác thấy này. À, khi mà ánh sáng nó đủ mạnh, đủ lớn như thế này thì cái cam gọi là cái cam tele ấy, nó mới có tác dụng nhé. Đây các bác nhìn thấy này, em vẫn đang che cái cam số 3 này. Đấy. Thì lúc này cái cam này nó mới có tác dụng nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ thử tháo nó ra để các bác xem cái độ chi tiết của cái cam số 3 so với cam thường như thế nào nhé. Rồi, em tháo cái cam số 3 ra rồi đây. Đấy. Đây thì các bác có nhìn thấy cái khẩu trang ở kia chẳng hạn. Đấy. Thì qua cái clip này có thể là các bác sẽ không thể là nhìn chính xác được là nó chi tiết hơn hay không. Nhưng mà như em thấy ấy, là có vẻ nó chi tiết hơn so với việc mà cam góc thường này các bác ạ. Đấy. Đấy. Thì khi mà zoom lên ấy, em thấy nó à, thôi, sai rồi. Đây zoom lên này. Đấy các bác có thể thấy này. Em thấy là cái khi mà zoom lên ấy, cái độ chi tiết của nó cho rất là tốt. Đây zoom hẳn lên 10x luôn. Tôi sai rồi. Cầm bằng cái tay nó hơi run các bạn. Đây mới có 4x thôi. 8x này. Đấy các bác thấy này. Em zoom lên hẳn 10x rồi. Đó các bác có thể thấy này, cái độ chi tiết nó khá là tốt. Đó. À, thì cái cam này nhiều bác bảo là mục đích chính của nó là khi mà đủ ánh sáng ấy, thì nó zoom nó cho nó chi tiết hơn. Đấy, nó kiểu là zoom quang học ấy, không phải zoom kỹ thuật số ấy. Thì ở trong cái chế độ mà chất zoom ấy thì nó vẫn không có tác dụng gì đâu các bạn. Đây, vẫn ánh sáng rất là lớn này. Đấy các bác có thể thấy này, chức năng chất zoom có nhé, có sẵn nhé. Đấy và khi các bác che cái camera số 3 lại. Đây em che lại rồi. Đó. Các bác vẫn thấy đấy là nó không có tác dụng gì ở cái chức năng chụp chân dung nhé. Nó chỉ có chức năng khi mà các bác chụp cái góc cận cảnh thôi. Đó. Cái khả năng đây. Cái khả năng đo độ sâu ấy vẫn là ở cái cam số 2 thôi. Em che cam số 2 lại đây. Đó. Đây các bác thấy nào. Đấy, khi mà che cam số 2 lại thì nó không phát hiện ra cái chức năng chụp chân dung các bạn. Mở ra nhé. Em sẽ mở cái cam số 2 ra. Đấy, mở cam số 2 ra là nó phát hiện ra chụp chân dung các bạn. Rồi ok. Thì đấy là một cái test cho các bác biết được là
là cái cam tele nó hoạt động khi mà chỉ có cái điều kiện ánh sáng rất là tốt thôi nhé, như kiểu ngoài trời ấy. Đấy. Và còn nếu các bác nào mà khi mà mua cái bản LG mà có ba cái camera này ấy, thì các bác chỉ cần vào cái phần đây, vào cái phần một là các bác vào phần panorama cũng được, hai là các bác vào ngay cái phần G-Shot này, đấy thì các bác chụp phát là nó cũng đấy, các bác vào phần này nhé, các bác che lại cái camera số 3 này, các lấy tay cũng được, thì lấy cái gì che cũng được, đây em lấy cái giấy em che đây, thì các bác che lại cam số 3 thì các bác chụp ở cái chế độ chip shot này, thì các bác cũng biết được là cái cam số 3 nó có hoạt động hay không nhé, chụp này 1 2 3 đó, các bác vào xem lại phần ảnh ấy. Đấy thì các bác có thể thấy được này, đấy cái cam số 3 này này, đấy ảnh 1 này, ảnh 1 nó góc siêu rộng này, ảnh 2 là góc thường này, ảnh số 3 là góc hẹp này, thế thì nó bị che rồi đấy. Đấy thì các bác khi mua máy các bác muốn test cái cam đấy thì các bác chỉ cần bật cái chế độ đấy lên cho nhanh nhé. Rồi ok, cái clip này để các bác hiểu thêm về cái cam số 3 này của LG nữa thôi nhé. Còn cái bản V50 hoặc là cái bản nào cũng thế thôi, có ba camera thì các bác thử test lại xem thế nào nhé. Còn riêng cái bản bản Mỹ mà có hai cam ở đây thôi ấy, thì em nghĩ là các bác không không test được cái đấy đâu, vì nó không có cái cam siêu rộng này, à siêu siêu hẹp này. Rồi ok, tóm lại thì cái ba cam ấy nó vẫn có tác dụng hơn là hai cam nhiều các bạn, chứ không phải là nhiều khi em chơi đùa các bác là thà mua cái bản hai cam cho nó rẻ tiền ấy, nhưng mà không phải đâu. Rồi ok, chào các bác.